Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tối Gia Nhật Cần Thơ. Bên em video của Tối Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop, nhắn tin qua Zalo đều được. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay chế thật toàn bộ ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao là 22 và bề dày là 10. Để mình xách tay ha, da thật toàn bộ và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót da ha. Và ở đây mình sẽ mở ra như thế này thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, một ngăn đây và một ngăn đây, có một khóa cáo miệng đây. Ngoài ra ở đây nó sẽ còn một cái ví nhỏ đây để mình đựng đồ ha, để mình đựng những vật dụng tư trang quý kèm theo của chiếc túi. Và ở đây ha, để mình gài lại như thế này và mình sẽ khoen khóa còn rất là sáng. Lên dùm shop một mã là 5213 308 5213 308. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay da là điểu thật 100% ha. Để mình xách tay như thế này, da là điểu da màu đen. Để mình xách tay, kích thước của chiếc túi bề ngang 26, chiều cao 18 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một ngăn ở đây, bên trong thì sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Lót bên trong thì sẽ hơi xuống một xíu ha. Lót bên trong nó sẽ không có được đẹp, dạng như là xài lâu thì nó sẽ có những cái va vấp á nè, nó sẽ có màu trắng trắng ha và không dính nha. Hay là da đà điểu thật. Tên dùm shop một mã. Năm hai ba một ba trăm. Lót bên trong sẽ bị va vấp ha, va vấp thời gian. 5231 300. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay chất liệu là vải dù, dập thương hiệu ở đây Billy Gay. Kích thước của chiếc túi bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao 18 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một phát của mình ở đây, bên trong lót vải ha và một ngang ở đây, lót vải sạch đẹp phát ra và một ngang ở đây là lót vải sạch đẹp. Để mình xách tay, màu này là màu hồng, màu này là giống như màu cam ha, màu cam nhạt. Lên dùm shop một mã là 5216 250. Và kế đến đó là một chiếc lắc cầm tay thương hiệu Valentino. Kích thước của chiếc lắc bề ngang là 26, chiều cao là 21 và bề dày là 6 ha. Để mình cầm tay một ngang ở đây và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong lót vải ha, sạch đẹp, dập thương hiệu Valentino, lót da dập thương hiệu Valentino. Đây còn cái mã code ha. Lên nhìn shop một mã là 5234 200 thương hiệu Valentino. Và một chiếc túi
xách tay. Chất liệu là vải dù kết hợp với da ở phía trước đây, và phần còn lại là vải dù ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 20, bề ngang là 36 ha. Chiều cao là 24 và bề dày là 14, để mình xách tay vậy ha. Và sẽ có một khóa kéo mạng ở đây, bên trong lót vải thật đẹp, và một hai ngăn nhỏ đây, và một ngăn đây có một khóa kéo mạng, và một khóa kéo mạng đây là sạch đẹp ha. Để mình xách tay như thế này. Lên giùm shop một mã là 5222 220. Và kế đến đó là một chiếc túi xách cá sấu xách tay ha, và đeo vai dạng kẹp nách. Này là hai con cá sấu mới làm được một chiếc túi này ha. Nó sẽ có hai cái gù này. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 28, chiều cao 19 và bề dày là 6. Để mình xách tay. Ở đây nó sẽ có hai cái gù, và sẽ có một ngăn ở đây để mình mở ra, dạng foam cốp. Bên trong lót da ha. Lót da bên trong thì nó sẽ có ba bóc thời gian một xíu, và một ngăn đây, và một khóa kéo mạng ở đây. Lên giùm shop một mã 5224 ha, 500, 5224 500. Cốp và cá sấu. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay rùa. Này là da rùa thật 100% ha. Kích thước của chiếc cốp, bề ngang là 27, chiều cao 19 và bề dày là 8 ha. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một cái ngăn ở đây. Thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây, và một ngăn ở đây, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Và ở đây nó sẽ có bị một cái nứt, một cái dây như thế này ha, mình còn xách được nhưng mà nó bị nứt ngay chỗ này thôi. Lên giùm shop một mã là 5212 600, 5212 600. Còn cấp rùa là khoảng cỡ 1 triệu mấy trở lên ha. Nhưng mà này nó bị lỗi thì shop sẽ bán rẻ thôi. Và cái đến đó là một chiếc túi. Đeo chéo ha, thương hiệu Cop. Và hai cái bề mặt này nó sẽ sẫm màu hơn chỗ khác ha. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 26, chiều cao 24 và bề dày là 8. Để mình đeo chéo ha, một ngăn ở đây và một khóa kéo mạng ở đây. Bên trong dập thương hiệu Cop đây, và hai ngăn nhỏ đây, lót là lót vải sạch đẹp hết thương hiệu Cop. Hay cái chỗ này nó sẽ sẫm màu hơn. Một ngăn đây, chất liệu vải dù ha. Lên nhìn shop một mã là 5253 208 ha, 5253 208. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo ha, giá thật toàn bộ và có thương hiệu Ronson. Kích thước của chiếc túi, bề ngang là 26, chiều cao
là 17 và bây giờ là 10. Để mình đeo chéo rất là ok, thương hiệu Ron Sun. Sẽ có một hoa cá miệng đây, bên trong lớp vải thật đẹp và một ngăn ở đây. Phen khóa dập hiệu thương hiệu Ron Sun hết ha. Một ngăn đây. Sạch đẹp. Và một ngăn ở đây và một hoa cá miệng đây. Sạch đẹp dập thương hiệu Ron Sun. Da là da thật hết ha. Lên giùm shop một mã. 5251 và 208. 5251 208. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Và cái chất liệu da này là da độc lạ ha. Da này giống như da rùa vậy ha. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao là 21 và bề dày là 5. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có dây thì nó này nó sẽ bị nứt cái chỗ này ha, nó bị lỗi cái dây. Shop sẽ bán rẻ về mình làm lại cái dây giùm shop ha. Và túi này nó sẽ bị lỗi cái khóa này ha, thì em qua túi khác. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay da rất là chất. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 27, chiều cao 24 và bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một khóa cái miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp và một khóa cái miệng đây, thương hiệu Dakota. Và hai ngăn nhỏ đây, bên trong lót sạch đẹp nhập thương hiệu Dakota, một cái nút ít 500 chắc chắn Dakota. Đây lên giùm shop một mã là 5232 320. Và cái đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu COS. Kích thước của chiếc túi bề ngang 29, chiều cao 24 và bề dày là 7 ha. Thương hiệu COS đây, một ngăn đây và một và khóa kéo miệng ở đây. Bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ đây và thương hiệu cốt dập nổi đây. Ở đây thì ngay chỗ này nó sẽ bị sờn ở chỗ này ha, nó sẽ bị va bắp ở chỗ này. Lên giùm shop một mã 5184 ha, 108. 5184 108. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Intero, chất liệu là vải dù ha, vải dù rất là đẹp. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao là 26 và bề dày là 7. Để mình đeo vai, thương hiệu Intero của Pháp. Và một ngăn đây ít 500 và một khóa cắn miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn ở đây. Có một khóa cắn miệng ở giữa ha. Và một ngăn đây. Lót bên trong và lót vải sạch đẹp dập thương hiệu Andro của Pháp. Và một khóa cắn miệng ở đây. Là sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một mã. 4936 350. 4936 350. Và kế đến đó là một mà chiếc túi xách tay da là điệu thật 100% ha, phơm
cũng rất là đẹp luôn, kích thước của chiếc túi. Bề ngang, bề ngang là 28, chiều cao 28 và bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một khóa cáp miệng ở đây. Bên trong lót da và một nút vít 500 đây. Bên trong sẽ có hai ngăn ở đây và lót sạch đẹp dạp thương hiệu ở đây, và một khóa cáp miệng đây ha. Bên trong còn chứng nhận da đa điểu thật ha, chứng nhận GRA da điểu điểu thật 100%, hay chứng nhận GRA, và còn giấy chứng nhận GRA chứng nhận là da đà điểu thật ha. Và ở đây đây là mấy cái thẻ nơi cửa hàng ha, cửa hàng bên Nhật. Lên dùm shop một mã là 4941 ha, 550, 4941 550. Và một chiếc túi xách tay da thật toàn bộ ha, để mình xách tay, form là form hến, có thể làm quà tặng được. Kích thước của chiếc túi, bề ngang 31, chiều cao 25 và bề dày là 11. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một khóa cáp miệng ở đây. Bên trong lớp vải sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Bên trong lớp vải sạch đẹp và một khóa cáp miệng ở đây là sạch đẹp. Da là da thật ha, toàn bộ phun hến. Lên nhịp shop một mã là 4957 ha, 450, 4957, 450. Và một chiếc túi da rất là dày, thương hiệu Skybay, thương hiệu này của Mỹ ha. Da dày dặn và chắc chắn, màu này là màu nâu nhạt. Kích thước bề ngang 36, chiều cao 19 và bề dày 15, chiều cao khoảng 20 ha. Để mình xách tay như thế này, và sẽ có một khóa cáp miệng ở đây. Bên trong lót vải hai ngăn nhỏ đây, và một khóa cáp miệng thương hiệu Skybay, và một khóa cáp miệng đây là sạch đẹp hết. Da là da thật toàn bộ hết ha. Lên dùm shop một mã là 5088 307, 5088 307. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai có thương hiệu ha, da dập phân xấu, màu này là màu tím ha. Cô chú anh chị thích màu tím thì mua chiếc túi này ha, khá là đẹp. Kích thước của chiếc túi, bề ngang, bề ngang là 34, chiều cao 28 và bề dày 15. Xách tay và đeo vai, và sẽ có một hai nút vít 500 ở đây, một ngăn đây và một ngăn đây, và một khóa cáp miệng. Bên trong là lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây, và còn dây đầy đủ ha. Dây này thì mình sẽ để xếp và gắn vào chiếc túi luôn ha, còn khá là mới. Dây này là dây zin của túi luôn. Xách tay và đeo chéo đều được, da là da thật toàn bộ ha. Này, xách tay và đeo vai, đeo chéo luôn. Thương hiệu đây, hai nút vít 500. Bên trong là lót vải dập và thương hiệu ha, và một khóa cáp miệng. Thì bên trong là lót vải luôn, và một khóa cáp miệng ở đây. Lên dùm shop một mã là 5214 ha, 500, 5214 500. Và cái đến
đó là một chiếc túi xách tay và đeo vai, da rất là đẹp luôn. Ở bên trong sẽ có một cái phơm dạng cóp, thương hiệu cóp Mỹ, da dày và chắc chắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 39, chiều cao 25 và bề dày là 14 ha. Xách tay và đeo vai, da là da thật toàn bộ. Ở đây sẽ có hai lớp phát tinh chấm đây và một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lớp vải sạch đẹp hết, một cái để mình dài lại như thế này chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 5180 320, 5180 320. Và kế đến đó là một chiếc túi để mình đeo vai, đeo chéo thì được ha. Có thương hiệu Samatha Tavasa. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 29, chiều cao là 30 và bề dày là 10. Để mình đeo chéo, ở đây sẽ có một nhân đây, lót vải sạch đẹp Samatha Tavasa và một nhân đây. Lót bên trong dập thương hiệu Samatha Tavasa đây và một khóa kéo miệng là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã 4983 408 4983 408. Và cái đến đó là một chiếc túi phơm trống chất liệu là da canvas của hãng. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 30, chiều cao là 16 và bề dày là 14. Để mình xách tay như thế này và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Chất liệu của chiếc túi, những cái đường viền này là da mộc ha, và bên trong là lớp vải ha, sạch đẹp hết. Dập thương hiệu Made in Italy, thương hiệu dập nổi đây. Lên dùm shop một mã là 5230 350 Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay dập quân 6, da thật ha, da thật toàn bộ, xách tay và đeo chéo đều được. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 32, chiều cao 25 và bề dày là 13, xách tay và đeo chéo. Đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải và một khóa kéo miệng ở đây, lót vải sạch đẹp và một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết. Thương hiệu dập nổi đây, Yansu, và một khóa kéo miệng đây và một nhân đây là sạch đẹp. Da là da thật toàn bộ ha. Và phía sau có một nhân đây, lót vải sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 4997 450 4997 450. Và một bao tử ha, một bao tử đeo trước bụng, da thật toàn bộ. Kích thước của chiếc bao tử bề ngang là 26, chiều cao 13 và bề dày là 4. Để mình đeo trước bụng rất là ok. Một nhân đây, bên trong lót sạch đẹp đó, một nút hít 500 đây và một nhân đây sạch đẹp, có một khóa kéo miệng đây là sạch đẹp hết ha. Đeo trước bụng, dây này có thể tăng đưa dài được, ngắn được ha. Lên shop mã là 4084 420 4084 420. Và một chiếc túi xách tay, chất liệu của chiếc túi là chất liệu là vải dù ha, nhỏ gọn và xinh xắn. Kích thước của chiếc túi bề ngang
Bề ngang là 26, chiều cao 15 và bề dày 13. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có một phát cái miệng ở đây. Bên trong lót vải và một ngắn đây. Lót vải sạch đẹp hai ngang nhỏ đây. Sạch đẹp hết thôi. Lên nhịp shop một mã là 5217202. 5217202. Kế đến đó là một chiếc túi xách tay da rắn chứng nhận xách tay và đeo vai, chứng nhận Zara, chứng nhận da thật. Kích thước của chiếc túi bề ngang 30, chiều cao 26 và bề dày 15, xách tay và đeo vai, chứng nhận Zara. Và sẽ có một phá kéo miệng này. Bên trong có vải nhung và một nút hít 500 ở đây. Sẽ có hai ngăn nhỏ đây, một ngăn đây và một phá kéo miệng đây. Thương hiệu dập nổi đây và một phá kéo miệng, chứng nhận Zara, chứng nhận da thật. Hít 500 chắc chắn. Xách tay và đeo vai đều được. Lên nhầm shop một mã là 5228402. Và một chiếc túi thương hiệu Cot ha, để mình xách tay và mình đeo vai. Thương hiệu Cot Mỹ. Kích thước của chiếc túi bề ngang 32, chiều cao 19 và bề dày 14. Xách tay và đeo vai. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp, một ngăn đây và một khóa kéo miệng. Bên trong dập thương hiệu Cot ở đây. Lên dùm shop một mã 5210300. 5210300. Và một chiếc túi xách tay và đeo vai. Chiếc túi này có một điều rất là đặc biệt là mình sẽ có thể sử dụng hai mặt được ha. Kích thước của chiếc túi bề ngang là 31, chiều cao 27 và bề dày là 1. Mình xách tay và đeo vai đây. Và ở đây sẽ có một nút hít 500. Nút hít 500 ngay chỗ này ha. Và để mình đeo vai. Ở đây sẽ còn tác hiệu của chiếc túi. Và điều đặc biệt của chiếc túi này thì mình sẽ có thể mình lộn từ trong ra ngoài ha. Lộn từ trong ra ngoài, mình sử dụng mặt mình không thích sử dụng mặt này. Đây, mặt này là màu đen ha. Mình sẽ lộn ở đây ra để mình sử dụng mặt màu sắc ở bên trong. Đó. Mình sẽ có thể sử dụng hai mặt. Đó, cái đường may thiết kế của cái túi này rất là thông minh ha. Đó, đường may như thế này, mặt ở trong. Nhưng mà cái đường may nó sẽ giống như giấu cái đường may á. Đây, đó, mình sẽ đeo vai. Đây, cũng nút hết 500. Sử dụng rất là ok ha, sử dụng hai mặt được hết. Lên dùng shop một mã là 5215408. Và kế đến đó là một chiếc túi dập vân da rất là đẹp, thương hiệu Adobe Bassini, là thương hiệu của Ý. Kích thước của chiếc túi bề ngang 32, chiều cao 19 và bề dày 16. Để mình xách tay như thế này. Và ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn đây hết 500, một ngăn đây thương hiệu Adobe Bassini. Và một khóa kéo miệng hai ngăn nhỏ đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp, dập thương hiệu Adobe Bassini, thương hiệu này của Ý ha. Da dập vân này là dập vân Hida, màu sắc
rất là đẹp, lên giùm shop mã là 4996 430 4996 430. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo vai da thật. Kích thước của chiếc túi bề ngang 22, chiều cao 20 và bề dày là 9, đeo vai da quá là đẹp luôn. Sẽ có một ngăn ở đây bên trong dập thương hiệu ở đây, thương hiệu này của Ý ha, và có một cái phá cái miệng thương hiệu dập nổi ở trên đây. Xích 500 chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 5246 208. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Shop là full shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.